Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên VTC14. Chương trình ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hàng loạt cây cối gãy đổ, đường điện đứt đoạn, nhà dân hư hỏng do ảnh hưởng của trận lốc xoáy vào ngày 19 tháng 6 xảy ra trên diện rộng ở Hậu Giang. Phản ánh của khán giả Tuyết Sinh có số điện thoại 0912 3 số cuối 568. Tình trạng nông dân đốt rơm rạ ngay trên cánh đồng, thậm chí là trên các tuyến đường gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông, đã ghi nhận trường hợp ô tô bị cháy do vướng phải rơm phơi trên đường. Phản ánh của khán giả Nguyễn Văn Vương từ địa chỉ email tiểuvuongia2305@gmail.com. Nâng đường chống ngập, nhiều nhà dân hai bên đường đã bị đổ đất bít cả mặt tiền, gây khó khăn trong việc đi lại, sinh hoạt hàng ngày. Thực trạng đang diễn ra tại xã Vĩnh Thái, Nha Trang, Khánh Hòa. Phản ánh của khán giả Vân Hằng, một người dân địa phương. Hai trăm mười hộ dân xóm Đầm Sáng, huyện Kim Bôi, Hòa Bình gần 10 năm qua vẫn phải lưu thông trên cây cầu tạm xuống cấp. Nguyên nhân là do dự án xây dựng cầu Bến Khốm bị đình trệ. Phản ánh của khán giả Hà Phạm từ số điện thoại 0168 3 số cuối 642. Hàng loạt ghế đá công viên tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định bị đập phá gây hư hỏng và làm mất mỹ quan. Phản ánh của khán giả Bùi Sinh từ số điện thoại 0979 3 số cuối 056. Một 1.500 tình nguyện viên tại Bà Rịa Vũng Tàu tham gia làm sạch biển, chia sẻ của khán giả Quang Anh từ số điện thoại 0912 3 số cuối 500. Dân làng Hòn Mẻ, Bình Định vui ngày khánh thành nhà rông văn hóa, chia sẻ của khán giả Đình Dặm từ số điện thoại 0978 3 số cuối 287. Sau đây là nội dung chi tiết. Vào ngày 19 tháng 6, mưa lớn kèm lốc xoáy đã xảy ra trên diện rộng ở tỉnh Hậu Giang, khiến nhiều cây cối ngã đổ, đường dây điện đứt hàng loạt. Nhiều nhà dân cũng bị lốc xoáy làm tốc mái, hư hỏng. Và sau đây là một số hình ảnh của khán giả Tuyết Sinh có số điện thoại 0912 3 số cuối 568 ghi lại và cung cấp tới chương trình. Theo ghi nhận của khán giả Tuyết Sinh, lốc xoáy đã làm tốc mái và sập hoàn toàn 47 nhà dân, hàng loạt đường dây điện bị đứt, các ống tuyến dẫn nước sạch cũng bị hư hỏng. Ước tính thiệt hại ban đầu là hơn 600 triệu đồng. Sau khi sự cố xảy ra, Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh và huyện Vị Thủy đã điều động dân quân tự vệ, công an và các đoàn thể nhanh chóng đến hiện trường khắc phục sự cố và hỗ trợ mỗi gia đình bị sập, tốc mái với số tiền ban đầu là 6 triệu đồng để người dân sửa chữa nhà cửa, ổn định cuộc sống. Khán giả Tuyết Sinh cho biết, trong sáng nay ngày 20 tháng 6, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã trực tiếp đến thăm hỏi, trao tặng cho mỗi gia đình có nhà bị sập và tốc mái 1 triệu đồng. Theo thông tin dự báo mà khán giả Tuyết Sinh được biết, tình hình mưa rông, gió giật và lốc xoáy sẽ còn kéo dài từ 2 đến 3 ngày nữa. Vì vậy mà các địa phương cần theo dõi chặt diễn biến thời tiết cực đoan để khuyến cáo cho người dân chẳng chống nhà cửa, phát quang cây cối xung quanh. Cũng trong ngày 19 tháng 6, vào khoảng 6 giờ sáng, tại khu vực phường An Lạc, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, đã xảy ra một vụ sạt lở. Theo thông tin mà khán giả Phú Tô từ địa chỉ mail lephuto68a@gmail.com cung cấp tới chương trình, thì đoạn sạt lở có chiều dài 55m, ăn sâu vào đất liền 17m, cuốn trôi một đoạn bờ kè và kho vật liệu xây dựng của doanh nghiệp Hồng Phúc. Thiệt hại về vật chất chưa thống kê được, tuy nhiên thì không có thiệt hại về người.
Ngay sau khi sạt lở sự cố xảy ra thì chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ nhanh chóng hỗ trợ di dời những hộ dân ở khu vực lân cận, xây dựng hàng rào, cấm biển báo nguy hiểm và tiến hành nắn đường nhằm đảm bảo lưu thông cho người dân. Hiện công tác khắc phục vẫn đang được khẩn trương tiến hành. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này thì nông dân trên cả nước đang hướng về thời điểm thu hoạch lúa. Những thửa ruộng sau khi thu hoạch đã được người nông dân đốt ngay trên cánh đồng để làm phân bón, cải tạo lại đất sau vụ sau. Tuy nhiên thì đối với những cánh đồng nằm sát đường đi thì tình trạng đốt rơm rạ của nông dân lại trở thành vô cùng nỗi nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông. Ghi nhận của khán giả Nguyễn Văn Vương từ địa chỉ email tiểuvuongia2305@gmail.com tại khu vực ngoại thành Hà Nội. Mời quý vị cùng theo dõi. Hình ảnh này được khán giả Nguyễn Văn Vương ghi lại tại khu vực ngoại thành Hà Nội. Thời điểm này, các cánh đồng ở đây đang vào mùa gặt. Sau khi tuốt lúa lấy thóc, người dân thường chất rơm thành đống và đốt ngay tại đồng làm phân bón cải tạo lại đất cho mùa vụ sau. Do nằm ngay sát đường đi nên khói dày đặc từ hàng trăm đống rơm rạ bao phủ khắp các cánh đồng, tuyến đường. Khói mù mịt khiến tầm nhìn bị hạn chế, các phương tiện di chuyển trên đường gặp nhiều khó khăn. Việc đốt rơm rạ không chỉ gây khó khăn và nguy hiểm cho người tham gia giao thông mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe người dân địa phương cũng như gây ô nhiễm môi trường. Theo phản ánh của khán giả Nguyễn Văn Vương thì tình trạng trên còn đặc biệt nguy hiểm khi xảy ra gần khu vực đường cao tốc, đường quốc lộ, nơi có nhiều phương tiện lưu thông. Thời tiết nắng nóng kèm theo khói rơm rạ bốc lên gây cản trở tầm nhìn của người điều khiển phương tiện. Không những vậy mà người lưu thông trên đường nếu gặp cơn gió, khói có thể xốc thẳng vào mũi, họng gây cảm giác khó thở và cay mắt. Để khắc phục tình trạng này thì anh Vương rất mong người dân tự nâng cao ý thức, lựa chọn các cách xử lý rơm rạ khoa học hơn. Việc xử lý rơm rạ không khoa học không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm khác cho người và phương tiện. Vào khoảng 15 giờ 50 phút ngày 19 tháng 6, một chiếc xe ô tô khi lưu thông đến thôn Từ Đài, xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đã bị lửa thiêu rụi. Khán giả Vũ Văn Thành từ số điện thoại 0167 3 số cuối 208 cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định động cơ xe nóng lại vướng vào rơm rạ của người dân phơi trên đường nên chiếc ô tô bị bắt lửa và bùng phát dữ dội. Ngay khi phát hiện, người dân cùng nhau dập lửa nhưng bất thành, lửa nhanh chóng lan rộng ra những khu vực phơi rơm lân cận. Chỉ sau 10 phút, chiếc xe đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Trong công trình nâng cấp và mở rộng con đường Phong Châu nằm ở phía nam thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, đơn vị thi công đã nâng nền đường lên hơn 1,5m nhằm chống ngập. Tuy nhiên, thì song song với đó, nhiều nhà dân ở hai bên đường đã bị đổ đất, bịt cả mặt tiền, gây khó khăn trong việc đi lại, sinh hoạt hàng ngày của người dân. Đó chính là nội dung phản ánh mà khán giả Vân Hằng, trú tại Nha Trang, Khánh Hòa đã gửi tới chương trình. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những hình ảnh mà chị Hằng đã ghi lại được. Nhiều tháng nay, hàng chục hộ dân thôn Vĩnh Xuân, xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đều sống trong hoang mang lo lắng khi những căn nhà của những hộ dân này bị đơn vị thi công công trình nâng cấp mở rộng đường Phong Châu khi nâng cao mặt đường đã tùy tiện cho đổ đất lấp gần phân nửa mặt tiền. Hiện các hộ dân này không còn lối ra vào nhà, mọi công việc làm ăn, sinh sống phải ngừng trệ. Nhiều hộ phải đi thuê chỗ khác để ở. Các hộ còn lại phải làm lối đi vòng hay sống lay lắt trong căn nhà bếp phía sau. Ở đây nhà nước làm cái khu vực đường Phong Châu á, bị lắp nhà dân, giờ lắp kẹt cửa, không có cửa, không ngõ vô. Khi bị nhà che vậy em cũng mong muốn là nhìn nước giải quyết sao cho đền bù đi nơi khác hoặc là hỗ trợ cho em để em xây nhà cao lên.
Khán giả Vân Hằng cho biết đã nhiều lần người dân kêu cứu lên các ngành chức năng nhưng vẫn không được giải quyết. Gửi clip phản ánh tới chương trình, chị Hằng cũng như là những người dân ở hai bên đường Phong Châu, thôn Vĩnh Xuân, xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa rất mong chính quyền cùng với ban ngành chức năng sớm quan tâm và giải quyết để họ được thoát khỏi tình cảnh đi không được, ở cũng không xong như hiện nay. Một cây cầu rộng rãi, kiên cố, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại cũng như là vận chuyển hàng hóa đang làm mong ước trái bỏng của người dân xóm Đầm Sáng, xã Thượng Bì, huyện Kim Bôi, Hòa Bình. Bởi dự án xây cầu Bến Khốm được triển khai từ năm 2007 nhưng chỉ hoàn thành được một phần và bỏ hoang cho đến nay, gây bức xúc trong dư luận địa phương. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng đến với clip phản ánh của khán giả Hà Phạm có số điện thoại 0168 3 số cuối 642 cung cấp tới chương trình. Kể từ ngày khởi công năm 2007 đến nay, cầu Bến Khốm vẫn chỉ là mấy mố cầu dang dở. Để có đường đi lại, người dân đã dùng tre ghép lại để đi tạm. Theo thời gian và do nước lũ, cầu tre hỏng, người dân lại góp nhau làm cầu gỗ, rồi cầu gỗ cũng hỏng. Xác định không biết đến bao giờ cầu kiên cố mới làm xong, nên sau khi được huyện hỗ trợ 14 triệu đồng cùng với sự đóng góp của nhân dân, một cây cầu tạm được dựng lên bằng những tấm bê tông ghép. Tuy nhiên, do cầu chỉ rộng hơn 1 mét, dài 45 mét, nên việc lưu thông cũng rất khó khăn, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Giữa trưa hè tháng 6, ai cũng vội vã, lao nhanh trên đường để trở về nhà hoặc tìm một bóng râm. Nhưng người dân xóm Đầm Sáng vẫn phải chấp nhận chịu nắng bỏng rát của trưa hè để dừng xe xuống dắt bộ qua cây cầu. Theo phản ánh của khán giả Hà Phạm, 9 năm trước khi cầu Bến Khốm cũ được dỡ đi để xây cầu mới, người dân Đầm Sáng rất vui mừng vì nghĩ sẽ sớm được đi trên cây cầu mới kiên cố. Nhưng niềm vui và hy vọng đó nhanh chóng qua đi vì đơn vị xây dựng chỉ đổ được mấy cái mố cầu rồi bảo vệ. Cầu cũ đã dỡ, cầu mới chưa xong, bí bách với nhu cầu đi lại nên người dân đóng góp vật liệu làm cầu tạm bằng tre, bằng gỗ nhưng đều bị hỏng. Và gần đây nhất thì cơn mưa lớn vào ngày 18 tháng 5 xảy ra trên địa bàn đã làm cho cân cầu tạm bỡ xói mòn nghiêm trọng, đe dọa sập cầu, cắt đất việc đi lại. Và trước tình hình trên thì xóm đã vận động người dân đóng góp tiền và ngày công sử dụng dọ sắt để cố định và đắp các chân cầu tạm. Tuy nhiên thì đó chỉ là giải pháp tạm thời, mong mỏi lớn nhất của người dân vẫn là một cây cầu kiên cố, vững chắc để Bến Khốm không còn là bến khổ như gần một thập kỷ nay. Ghế đá, hàng cây là những vật thiết yếu để tạo nên cảnh quan của công viên, nơi giải trí và sinh hoạt tập thể của người dân. Tuy nhiên, thời gian gần đây, người dân ở phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định vô cùng bức xúc trước việc những chiếc ghế đá tại công viên trên đường Xuân Diệu dọc bờ biển Quy Nhơn đoạn qua eo Nín Thở đến tượng đài chiến thắng đã bị đập phá. Một số hình ảnh phản ánh về thực trạng này đã được khán giả Bùi Sinh có số điện thoại 0979 3 số cuối 056 ghi lại và cung cấp tới chương trình. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Thời gian gần đây, nhiều ghế đá đặt tại công viên trên đường Xuân Diệu, dọc bãi biển Quy Nhơn, đoạn từ eo Nín Thở đến khu vực tượng đài chiến thắng thuộc phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn đã bị đập phá. Ghi nhận tại khu vực này, có 4 chiếc ghế đá đã mất hoàn toàn phần mặt ghế, chỉ còn trơ lại 4 chân ghế và phần lưng tựa, trong khi 4 chân ghế vẫn còn neo cố định với vỉa hè bằng những sợi dây thép.
Bên cạnh đó, nhiều chiếc ghế đá khác cũng đang trong tình trạng xuống cấp, nứt gãy tại nhiều vị trí. Theo ý kiến của khán giả Bùi Sinh thì việc cơ sở vật chất tại nơi công cộng bị đập phá, trong khi đơn vị chủ quản lại không hề hay biết, cho thấy sự thiếu ý thức của một số người dân trong việc bảo vệ tài sản, đồng thời là công tác kiểm tra, quản lý của đơn vị chủ quản còn lỏng lẻo và chưa sâu sát. Gửi clip phản ánh tới chương trình, anh Sinh rất mong chính quyền địa phương và đơn vị chủ quản sớm kiểm tra, khắc phục và thay thế những chiếc ghế đã bị hư hỏng, đồng thời cần tuyên truyền người dân nâng cao ý thức bảo vệ tài sản công cộng, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm để du khách sẽ không cảm thấy khó chịu khi đến với thành phố biển Quy Nhơn xinh đẹp. Hưởng ứng chiến dịch Hãy làm sạch biển, ngày 19 tháng 6 vừa qua thì gần 1.500 tình nguyện viên của tỉnh đoàn Bà Rịa Vũng Tàu cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tham gia chiến dịch Hãy làm sạch biển và phát động chiến dịch thanh niên tình nguyện năm 2016. Một số hình ảnh tại hoạt động ý nghĩa này đã được khán giả Quang Anh từ số điện thoại 0912 3 số cuối 500 chia sẻ cùng chương trình. Mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 19 tháng 6, lễ phát động chiến dịch Hãy làm sạch biển diễn ra đồng thời tại 5 địa điểm gồm huyện Côn Đảo, Long Điền, Xuyên Mộc Đất Đỏ và thành phố Vũng Tàu với sự tham gia của 1.500 cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh tình nguyện. Chương trình đã cùng nhau chung tay dọn dẹp vệ sinh môi trường các bãi biển, đường ven biển trên địa bàn các huyện và thành phố Vũng Tàu. Ngoài ra, tỉnh đoàn còn dành tặng các phần quà với tổng giá là 35 triệu đồng được trao cho các đồng chí là cựu tù Côn Đảo và các học sinh nghèo học giỏi, trẻ em khuyết tật. Cũng trong dịp này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trao tặng 30 phần quà với tổng trị giá là 35 triệu đồng cho các ngư dân có hoàn cảnh khó khăn được trích từ quỹ vì những con tàu ra khơi. Theo chia sẻ của khán giả Quang Anh, chương trình được thực hiện nhằm giáo dục, tuyên truyền và nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, thanh thiếu niên và nhân dân về bảo vệ môi trường biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời động viên chia sẻ và giúp đỡ các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, an tâm bám biển. Qua đó thì góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển đảo của Tổ quốc. Và cũng trong ngày 19 tháng 6 tại Hà Tĩnh, chiến dịch làm sạch biển cũng được phát động. Theo chia sẻ của khán giả Trần Mạnh Hải có số điện thoại 0979 3 số cuối 687 thì gần 300 thanh niên tình nguyện viên của huyện đoàn Kỳ Anh, Hà Tĩnh cũng đã tham gia hoạt động này tại địa phương. Họ cùng nhau thu gom rác thải, xử lý vệ sinh môi trường các vùng biển. Nhân dịp này thì Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã trao tặng 10 suất quà giá trị mỗi suất 500.000 đồng cho bà con ngư dân ở các xã Kỳ Phú và Kỳ Khang. Đối với đồng bào dân tộc, nhà rông là một công trình văn hóa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, dùng làm nơi tụ họp, trao đổi, thảo luận của dân làng hoặc còn là nơi đón khách. Mới đây thì người dân làng Hòn Mẻ, xã Canh Thuận, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định đã rất vui mừng khi địa phương vừa khánh thành một nhà rông mới. Theo chia sẻ của khán giả, Đình Dặm có số điện thoại 0978 3 số cuối 287, từ nay thì người dân Hòn Mẻ sẽ có một nơi sinh hoạt đầm ấm hơn. Nhà rông văn hóa làng Hòn Mẻ được xây dựng với tổng kinh phí trên 1,3 tỷ đồng từ nguồn vốn 135 và các vốn lồng ghép như vốn xây dựng nông thôn mới, vốn từ ngân sách địa phương. Ngay sau khi được chủ đầu tư bàn giao, người dân làng Hòn Mẻ đã long trọng tổ chức ngày hội khánh thành nhà rông văn hóa của làng để chung vui. Ngày hội diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi với những tiết mục múa cổng chiêng, múa xoang, đánh trống ca toang, hờ ri, amon.
Bà con dân làng vui mừng, mời nhau chén rượu cần, chúc tụng nhau bằng lời ca, giao duyên. Sau khi phần lễ kết thúc, dân làng cùng nhau thưởng thức ẩm thực. Các món ăn đặc sản mang đậm nét truyền thống của người đồng bào dân tộc Cham Hroi như rượu cần, cơm lam, thịt gà, thịt heo, bò nướng mọi, dế đắng nấu lá đu đủ. Còn bây giờ phần cuối chương trình, mời quý vị cùng điểm lại các clip đã phát sóng trong ngày hôm nay. Ngày 19 tháng 6, mưa lớn kèm lốc xoáy, gió giật mạnh đã xảy ra trên diện rộng ở tỉnh Hậu Giang, khiến nhiều cây cối ngã đổ, đường dây điện đứt hàng loạt. Lốc xoáy đã làm tốc mái và sập hoàn toàn 47 nhà dân. Ước tính thiệt hại ban đầu là hơn 600 triệu đồng. Ghi nhận của khán giả Tuyết Sinh có số điện thoại 0912 3 số cuối 568. Những ngày này, nông dân trong cả nước đang bước vào mùa cao điểm thu hoạch lúa. Những thửa ruộng sau khi thu hoạch đã được nông dân đốt ngay trên cánh đồng để làm phân bón cải tạo lại đất cho mùa vụ sau. Tuy nhiên, đối với những cánh đồng nằm sát ngay đường đi, thì tình trạng đốt rơm rạ của nông dân lại vô tình trở thành mối nguy hiểm cho các phương tiện khi lưu thông trên đường. Phản ánh của khán giả Nguyễn Văn Vương từ địa chỉ email tiểuvuongia2305@gmail.com. Trong công trình nâng cấp, mở rộng con đường Phong Châu nằm ở phía nam thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, đơn vị thi công đã nâng nền đường lên hơn 1,5 mét nhằm chống ngập. Tuy nhiên, song song với đó, nhiều nhà dân hai bên đường đã bị đổ đất bít cả mặt tiền, gây rất nhiều khó khăn trong việc đi lại sinh hoạt hàng ngày của người dân. Phản ánh của khán giả Vân Hằng, trú tại Nha Trang, Khánh Hòa. Dự án xây cầu Bến Khốm, xã Thượng Bì, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình được triển khai từ năm 2007 nhưng chỉ hoàn thành được một phần rồi bỏ hoang cho đến nay. Một cây cầu rộng rãi, kiên cố, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại cũng như vận chuyển hàng hóa là mong ước từ bao đời nay của người dân xóm Đầm Sáng. Phản ánh của khán giả Hà Phạm từ số điện thoại 0168 và số cuối là 642. Thời gian gần đây, người dân phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn vô cùng bức xúc trước việc những ghế đá tại công viên trên đường Xuân Diệu dọc bãi biển Quy Nhơn, đoạn từ eo Nín Thở đến tượng đài chiến thắng bị đập phá. Việc cơ sở vật chất tại nơi công cộng bị đập phá trong khi đơn vị chủ quản lại không hề hay biết, cho thấy sự thiếu ý thức của một số người dân trong bảo vệ tài sản công, đồng thời công tác kiểm tra, quản lý của đơn vị chủ quản còn lỏng lẻo, chưa sâu sát. Phản ánh của khán giả Bùi Sinh có số điện thoại 0919 3 số cuối 056. Hưởng ứng chiến dịch Hãy làm sạch biển, ngày 19 tháng 6 vừa qua, gần 1.500 tình nguyện viên của tỉnh đoàn Bà Rịa Vũng Tàu cùng Sở Tài nguyên Môi trường và Bộ Chỉ huy của đội biên phòng tỉnh đã tham gia chiến dịch Hãy làm sạch biển và phát động chiến dịch Thanh niên tình nguyện năm 2016. Chia sẻ của khán giả Quang Anh từ số điện thoại 0912 3 số cuối 500. Đối với đồng bào dân tộc, nhà Rông là một công trình văn hóa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, dùng làm nơi tụ họp, trao đổi, thảo luận của dân làng hoặc còn là nơi đón khách. Mới đây, người dân xã Canh Thuận, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định đã rất vui mừng khi địa phương vừa khánh thành một nhà Rông mới được xây dựng từ nguồn vốn 135 và các vốn lồng ghép khác. Chia sẻ của khán giả Đình Dạm từ số điện thoại 0978 3 số cuối 287. Thưa quý vị, để cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đồng hành của quý vị khán giả trong suốt thời gian vừa qua, từ nay tất cả các clip được chọn và phát sóng trong chương trình Góc nhìn khán giả sẽ có cơ hội giành được một giải thưởng có giá trị. Đó là chiếc đầu thu kỹ thuật số vệ tinh VTC HDV1 do công ty VTC Dịch vụ Truyền hình số tài trợ. Giải thưởng này sẽ được chính ban biên tập lựa chọn theo từng tuần và tiến hành công bố trao giải vào các chương trình chủ nhật. Tới đây, chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại. Nếu có thông tin, hình ảnh cần chia sẻ, quý vị khán giả có thể gửi đến địa chí email gocnhinkhangia@vtc.gov.vn hoặc gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904 88 1414. Xin kính chào và hẹn gặp lại!